Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên channel của Yato Việt Nam. Trong video mới này, tôi sẽ mang đến cho các bạn bộ kìm 4 chi tiết Yato IT 39617. Các bạn có thể hình dung là được một bộ kìm thì có những cái gì. Chúng ta có rất là nhiều loại kìm. Thì trong bộ kìm này chúng ta sẽ có, tôi sẽ mở ra để bạn xem bộ sản phẩm được đóng gói rất là đẹp trong một cái túi vải dừa được gia công ở khung rất là cứng bên ngoài. Các bạn thấy tôi bóp này không, chắc chắn không? Chúng ta sẽ có một bộ kìm 4 chi tiết, một là kìm mũi nhọn, một là kìm cắt, một là kìm vuông và một là kìm mỏ quạ. Chúng ta sẽ đi vào cái kìm vuông này trước, bởi vì kìm vuông là một cái kìm khá thông dụng. Kìm vuông này có mã là Yato IT 6602 200 mm, tương ứng với cả 20 cm. Chúng ta có thể thấy mức độ hoàn thiện của chiếc kìm này khá là tốt, các đường cắt phát ở đây rất là nét và thẳng, lưỡi kìm cũng vậy, lưỡi kìm cũng tương đối sắc, những bánh răng ở đây được ăn khớp với nhau gần như là rất là hoàn hảo. Các bạn có thể thấy không? Và phần trục này sẽ được làm bằng một trục có 5 cạnh chứ không phải là trục tròn nữa. Phần tay cầm được hoàn thiện từ lớp cao su mềm và lớp nhựa cứng, để trong quá trình sử dụng chúng ta mà có cầm nắm tay có dầu mỡ thì vẫn đảm bảo được độ chắc chắn và độ chính xác khi sử dụng kìm. Cây kìm này có kích thước là 200 mm, và với cả tay nắm của một người châu Á khoảng 1m65 như tôi thì cầm hoàn toàn là vừa khi mở ra và đóng vào, rất là êm đúng không? Kế tiếp với cả cái kìm Yato IT 6610 kìm cắt, chúng ta cũng có một sản phẩm rất là sắc nét, các bạn có thể thấy dưới ánh đèn. Đó. Tất cả các phần nào mà cắt gọt, phần nào mà được gia công thì tất cả các góc cạnh sẽ rất là nét, tinh tế. Tay cầm cũng vậy, với kích thước là 160 mm, tương ứng với cả 6 inch. Rồi, tiếp đến cuối cùng. Tiếp thì chúng ta sẽ có một cây kìm nhọn. Cây kìm nhọn với kích thước là 160 mm, Yato IT 6603. Chúng ta cũng có thể thấy mức độ hoàn thiện khá là tốt, các bánh răng đều ăn khớp với nhau. Các bạn có thể thấy không? Cuối cùng là chúng ta sẽ có một chiếc kìm mỏ quạ với kích thước là 25 mm, 250 mm, mã là IT 2070. Tất cả các kìm của Yato đều được đánh mã, và đây bộ sản phẩm 4 chi tiết được đóng gói với nhau. Thì bộ Yato IT 39617 được cấu thành từ 4 sản phẩm nhỏ. Ngoài bộ kìm cơ khí này ra thì Yato còn là bộ kìm chết và bộ kìm phe, bộ kìm điện là chuyên nghiệp cho thợ ở điện chuyên dụng, thì tôi sẽ review ở những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn có thể tham khảo sản phẩm ở trang web yato.vn, hoặc tất cả các thắc mắc về sản phẩm cũng như bảo hành các bạn có thể liên hệ trực tiếp với số hotline 0936318800. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào, hẹn gặp lại.